Xuất khẩu của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 106 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9%, đang tiến rất sát với chỉ tiêu xuất khẩu 10% đã được Quốc hội thông qua từ đầu năm. Trong 8 tháng đầu năm 2015, Bộ Công Thương đã triển khai mạnh mẽ và quyết liệt các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Qua đó đã có những tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp, tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trưởng khá so với cùng kỳ của 2 năm gần đây. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính và có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Tình hình tiêu thụ và tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở mức khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tiêu thụ tăng trưởng khá, tồn kho ở mức thấp so với cùng kỳ. Đây là những dấu hiệu tích cực thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Trong 8 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Dẫn đầu là mặt hàng điện thoại và các loại linh kiện đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2014. Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác của Việt Nam cũng đạt được con số khá ấn tượng, như là hàng dệt may xuất khẩu đạt 15 tỷ đô la Mỹ, máy tính và linh kiện là 9,9 tỷ đô la Mỹ, giày dép đạt 8,1 tỷ đô la Mỹ, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, một số mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu lại khá khiêm tốn, như thủy sản chỉ đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2014. Cao su đạt 921 triệu đô la Mỹ, giảm 10,3%, cà phê giảm 32,4% về lượng, vân vân. Một trong những cái điểm mà chúng tôi đánh giá cao về cái công tác xuất khẩu đó là về cái xuất khẩu về cái ngành công nghiệp chế biến, như vậy là tăng rất là tốt. Và các cái đối với nhập khẩu thì các cái mặt hàng cần phải kiểm soát nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu thì cũng có tăng, nhưng mà tăng ở cái mức độ kiểm soát được. Như vậy đánh giá về cái công tác về xuất khẩu cũng như là quản lý nhập khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2015 có thể đánh giá là với trong bối cảnh hiện nay cũng có thể đánh giá được là thành công. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của cả nước 8 tháng ước tính đạt gần 110 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó nhập khẩu ô tô đạt 3,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 80%. Bộ Công Thương cũng đã có chỉ đạo cục quản lý thị trường và phối hợp với các sở công thương mở cái đợt cao điểm để kiểm tra kiểm soát về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là cũng phối hợp với các lực lượng chức năng khác như là Bộ Công an, rồi là bên Tổng cục Hải quan, rồi là Bộ Đội Biên phòng và nhiều cái lực lượng khác để cũng là tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát và cũng tăng cường cái việc xử lý các cái hoạt động vi phạm và xử lý nghiêm những hành động mà có cái mức độ vi phạm cao và cũng như là gây ra cái tác hại cho cái người tiêu dùng, nhất là trong cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong những tháng cuối năm, dự báo một số khó khăn mà hoạt động xuất nhập khẩu phải đối mặt, đó là giá và lượng xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản và khoáng sản sẽ giảm tiếp tục, ảnh hưởng đến giá tăng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước dự kiến tăng trưởng ở mức thấp do các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của khu vực này là nông sản, thủy sản và khoáng sản đang bị suy giảm. Xuất khẩu tăng trưởng chủ yếu ở những nhóm mặt hàng do khối các doanh nghiệp FDI sản xuất và là những mặt hàng dựa vào nguồn lực lao động rẻ và gia công hơn là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Tăng trưởng xuất khẩu còn phụ thuộc khá lớn vào một số ít doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài nên chưa bảo đảm tính bền vững trong tăng trưởng xuất khẩu, nhất là trong trường hợp các doanh nghiệp này bị suy giảm doanh số tiêu thụ hay gặp những biến cố bất thường khác. Một vấn đề nữa là việc Việt Nam vẫn phải nhập khẩu nhiều nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu, do đó phụ thuộc nhiều vào thị trường cung cấp ở nước ngoài, thì giá cả và chính sách biến động sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Trước tình hình đó, đòi hỏi có sự cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp mới có thể hoàn thành được các mục tiêu xuất nhập khẩu đề ra.